số 5 Đoàn Thị Điểm được trả lời như sau. Căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận có nguồn gốc do ông Võ Văn Ngoan, đạo Vũ Linh đó, làm chủ sở hữu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00240 ngày 23 tháng 1 năm 2015 do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp. Thì chỗ này tôi lý giải thêm một xíu nữa. Thế thì tại sao lại nói rằng là giấy này được cấp vào ngày 23 tháng 1 năm 2015, mà trước đây quý vị biết á, lão Vũ Linh đã mua căn nhà này từ lâu rồi chứ không phải mới đây, đúng không? Thì tôi lý giải thêm nè. Trong quá trình, có thể hồi xưa đó, ông Vũ Linh ông ấy mua của người khác, thì ông ấy chỉ được cập nhật tên biến động ở phía sau trang cuối của cái giấy chứng nhận thôi. Và trong quá trình để mà ông ta có thể là sinh sống trên đó rồi sử dụng căn nhà đó, nó sẽ có những cái lần là biến động và cập nhật và bổ sung. Thì có thể một quá trình dài, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó không có còn mới nữa, có thể bị rách nát, hoặc có thể là họ cập nhật biến động nhiều quá thì nó không còn cái trang dư nữa, thì buộc lòng á là phải đổi sang sổ mới. Mà khi đổi sổ mới rồi thì họ sẽ cập nhật lại toàn bộ sổ mới đó, thì ghi nhận lại là ngày 23 tháng 1 năm 2015 cấp mới. Có thể rơi vào trường hợp đó rất là nhiều ha. Ngày 7 tháng 4 năm 2023, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận có nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu do nhận thừa kế của bà Võ Thị Hồng Loan đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Thành phần hồ sơ gồm có như sau. Thứ nhất, đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mẫu số 09DK là đăng ký. Thứ hai, giấy chứng nhận số CH00240 ngày 23 tháng 1 năm 2015 bản gốc. Thứ ba, trích lục khai tử số 59/2023/TLKT PS ngày 6 tháng 3 năm 2023 của ông Võ Văn Ngoan do Ủy ban Nhân dân phường 1, quận Phú Nhuận cấp. Thứ tư, văn bản khai nhận di sản thừa kế số 0000, tôi không đọc hết, ngày 7 tháng 4 năm 2023 lập tại văn phòng công chứng 3. Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ năm, giấy khai sinh bản sao số 153/giấy khai sinh ngày 14 tháng 3 năm 2023 của bà Võ Thị Hồng Loan do phòng tư pháp quận Phú Nhuận cấp. Đúng chưa? Đó là các giấy tờ hồi trước đây tôi mới nói với quý vị đó. Nếu như rằng là không phải ông Vũ Linh ông ấy đưa cho Hồng Loan làm, thì dễ gì Hồng Loan có được đủ bộ hồ sơ như thế này để Hồng Loan nó làm. Quý vị bản thân là quý vị là cái người đã từng đi kê khai thừa kế, đã từng đi mua bán nhà đất, thì quý vị biết chỉ cần thiếu một tờ thôi là mình sẽ không làm được thủ tục. Đằng này Hồng Loan nó làm một cái rẹt luôn, một cái rẹt là ra giấy tờ luôn. Thành phần hồ sơ phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 thông tư số 24 năm 2014, thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Căn cứ theo khoản 4 điều 95 Luật Đất đai năm 2013 và điều 79 Nghị định số 43 năm 2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận đã thực hiện đăng ký cập nhật chủ sở hữu trên giấy chứng nhận số CH00240 ngày 23 tháng 1 năm 2015 cho bà Võ Thị Hồng Loan vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Như vậy điều đó có nghĩa là cái sổ hồng này ở bên ngoài trang 1 vẫn mang tên ông Vũ Linh, nhưng mà trang 4 cập nhật sang tên đổi chủ là cập nhật tên của Võ Thị Hồng Loan, chứ không phải là cấp thêm một cái giấy nào mới nào quý vị. Bởi vì cái giấy của Vũ Linh á, được cấp 2015 là từ giấy cũ được cấp sang giấy mới. Xong rồi, do là giấy mới không có cập nhật biến động nhiều, thì bây giờ cập nhật tên của Hồng Loan thôi, không cần thiết phải cập nhật sang một cái sổ mới, đổi một cái sổ mới nữa. Rồi, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận nhận thấy việc thực hiện đăng ký biến động tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đã cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận là đúng quy định về trình tự và thủ tục đăng ký. Chỗ này mới là đau nè, chỗ này mới là đau. Tôi kiếm ra cái chữ không không có, tôi kiếm không ra cái chữ không là không có, toàn là cái chữ là gì? Là đúng quy định về trình tự và thủ tục đăng ký. Rồi xong luôn, kết luận kết thúc vấn đề. Tôi tưởng đâu rằng là không đúng quy định, nhưng mà không, chữ không đó nó không xuất hiện ở đây đâu quý vị nha. Chữ không đó nó không xuất hiện ở đây, mà nó là đúng quy định về trình tự và thủ tục đăng ký.
Trình tự là sao? Là các bước thực hiện. Thủ tục là gì? Là hồ sơ trong đó gồm những gì. Điều đó đồng nghĩa với việc là trình tự và thủ tục đăng ký đều đúng hết. Rồi làm sao bắt bẻ Hồng Loan đây? Cũng tội nghiệp thiệt, đúng không? Làm sao bắt bẻ đây? Từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 cho đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với căn nhà trên. Như vậy là từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 cho đến nay thì tháng 10 rồi, thì cũng là 6 tháng rồi đúng không? Trong vòng 6 tháng không có ai đăng ký thay tên đổi chủ với căn nhà này, thì điều đó đồng nghĩa với việc Hồng Loan là chủ sở hữu căn nhà đó đúng theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Nay chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận thông tin đến quý cơ quan được rõ và những người khác được biết thôi, những người khác được biết là tôi nói thêm thôi, chứ người ta biết tới đến là chỗ là quý cơ quan được rõ là hết rồi, tôi nói thêm thôi. Đính kèm hồ sơ pháp lý đối với căn nhà trên, bản sao chụp xong luôn, xong kết thúc. Thứ nhất là giấy khai sinh, thứ hai là giấy xác nhận một lần nữa của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận là con hợp pháp. Thứ ba, trình tự thủ tục sang tên đổi chủ đúng với quy định của pháp luật. Bắt bẻ chỗ nào giờ? Chịu không chịu gì cũng phải chịu hết á, đúng không quý vị? Chịu không chịu gì thì cũng phải chịu thôi, không cãi được. Bởi vì ở đây đó là thẩm phán được phân công xét xử đó, họ làm rất công khai và minh bạch, họ làm đúng đầy đủ những gì mà pháp luật quy định luôn. Muốn chứng minh là Hồng Loan là có phải là con hay không, họ đề nghị Ủy ban Nhân dân trả lời. Muốn sang tên đổi chủ đúng hay không, đề nghị văn phòng đăng ký đất đai trả lời. Rồi muốn gì nữa? Hết rồi, đâu có còn gì nữa đâu, hết rồi, không còn gì nữa hết á. Xong, tôi kiếm đã đời không có ra cái chữ không đúng quy định, mà tôi kiếm đã đời luôn là chỉ có chữ là đúng quy định về trình tự và thủ tục pháp luật. Kết thúc. Trời, ai mà làm luật sư mấy vụ án này sướng đó. Thiệt, cái gì cũng đúng hết rồi cãi kiểu gì bây giờ? Không lẽ bây giờ đi ra tòa? Cái tôi nói trình bày với ông tòa, tôi đề nghị tòa án công nhận cái nhà này là của thân chủ của tôi. Cái ông tòa mới nói, ủa, văn bản nhà nước ký tên là của thân chủ của ông rồi, còn công nhận gì nữa? Giấy tờ mà có đóng mộc của ủy ban là có giá trị pháp lý. Văn bản trả lời của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là một cái đơn vị của nhà nước. Đóng mộc ký tên là thân chủ của ông đứng tên trên đó rồi, mà ông còn kêu công nhận cái gì? Tự nhiên nó là vậy rồi. Rồi kêu công nhận cái gì ở đây? Chừng nào mà mình không được công nhận, mình mới đề nghị là công nhận, quý vị thấy đúng không? Chừng nào mình không được công nhận thì mình mới đề nghị là công nhận. Còn đằng này thân chủ của mình, đây nè, tôi nói có sai đâu. Đây nè, văn phòng hiếp đai viết nè. Từ ngày 19 tháng 4 cho đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với căn nhà trên. Mà ở phía trên viết rằng là Hồng Loan đăng ký đầy đủ đúng pháp luật vào ngày 19 tháng 4. Thế thì Hồng Loan là chủ sở hữu, đâu có ai phản bác gì đâu. Thì bây giờ đang ra tòa đề nghị cho hội đồng xử, nó nói rằng đề nghị hội đồng xử là đề nghị là công nhận là nhà này của thân chủ của tôi. Cái ông hội đồng xử mới nói chưa có ai bác cái yêu cầu mà của thân chủ ông, không phải chủ nhà đó, đừng có đề nghị như vậy. Tự nhiên mình đi đề nghị cái mà nó đã là sự thật thì cũng khó đúng không? Giờ đi, giống như bây giờ mình đi ra ngoài đường mình nói tôi đề nghị ngày mai á mặt trời mọc ở hướng đông, cái bắt đầu người ta nói ông có vấn đề gì hả, ngày nào mặt trời chứ không mọc ở hướng đông, cũng hơi bị quê đúng không? Cả vụ này cũng khó lắm chứ phải không đâu.